cái này để anh thừa nhớ để bật hai cái đèn lên, bật hết đèn lên. Có thêm búa chị anh ra bật đi. Thêm búa hả? Thêm búa. Đấy. Thêm búa này em phải mâm bỏ bát. Chị ơi, bật em hai cái đèn. Bật em bật hết đèn. Tắt rồi. Bật hết lên. Đấy, bên kia nó một cái là sản phẩm. Chuẩn bị đi, chuẩn bị lên đi. Thank you.
Cái nhà của anh đi vào, ló cái mắt lên đây. Ông Thuận. Đi, đi vào. Đây là cái nơi. Xem tiền rồi. Xem tiền này. Đây cái màu đỏ. Ở đây này, cái này này. Đẹp quá. Cái này này. Đây đây đây. Đây không thấy được, tệ quá. Thế à? Thôi bỏ đi. Đèn làm sao cậu? Không cháy. Lên. Bên này do thế nó rõ rồi bên này không? Nhìn thấy khác hẳn không? Nhìn rõ hẳn luôn. Có gì đấy? Nhìn vân này khác bên này không? Ừ, cho nhìn rõ nét. Chỗ này trắng không? Nhìn cho giống nhau nhé. Khác hẳn chưa? Bây giờ nhìn bên này nhé. Điểm màu. Nhìn nó có sao? Rõ ràng chưa? Phát bên này không? Nó giống này nha. Okay, còn thấy cái bài sách này, này thì bao giờ thế bác quản thần linh sẽ thiêng nhất thì rõ nhất vậy thôi. Mình nhìn trên đây nó thấy rõ hơn đây một chút không? Đương nhiên nó sẽ không nhiều được như bác này. Đấy, bà cô tổ một bên cháu dâu, bà cô chi một bên cháu gái khóc bởi vì nghiệp nặng quá sám hối này. Hai bà cô ôm lên hai cháu thi nhau vào sám hối đấy, cậu bốc xong bát hương thì thi nhau sám hối. Đây là cái nghiệp sống họ, nghiệp với lại nhiều tướng tôm cua cá nên các bà cô đang thi nhau sám hối. Sao đâu, nó chốc xong hối xong là hết rồi mà. Nó không có sao cả, cứ để bà ấy vào bà xong một lúc, chốc khắc tự hết. Nó có làm sao đâu. Đúng rồi là hết nhá, không sao cả. Đúng rồi, như này là tốt. Còn nếu hại, còn nếu mà hại thì con đã giúp rồi.